Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 69 ngày 17 tháng 7 về vụ việc 4 du khách người Việt Nam tử vong ở Bangkok, Thái Lan. Công viện gửi Bộ trưởng các bộ, Ngoại giao, Công an, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan nêu ngày 16 tháng 7 năm 2024 tại khách sạn Grand Hyatt Giraguan, quận Batuwan, Bangkok, Thái Lan, phát hiện 6 người tử vong, trong đó có 4 công dân Việt Nam và 2 người gốc Việt nghi do bị nhiễm độc. Hiện thì cơ quan chức năng của Thái Lan tiếp tục điều tra và làm rõ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với phía Thái Lan trong quá trình điều tra, làm rõ vụ việc, thực hiện các biện pháp bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân Việt Nam, chủ động xử lý, kiến nghị các vấn đề đối ngoại với phía Thái Lan, kịp thời thông tin đầy đủ, khách quan về vụ việc cho báo chí, dư luận. Bộ công an thì phối hợp điều tra làm rõ vụ việc theo đề nghị về phía Thái Lan, cung cấp thông tin về thân nhân các nạn nhân cho Bộ ngoại giao để thực hiện công tác bảo hộ công dân. Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan thì chỉ đạo đại sứ quán theo dõi vụ việc, kịp thời báo cáo diễn biến điều tra, dư luận sở tại, triển khai công tác bảo hộ công dân, thăm hỏi, hướng dẫn, hỗ trợ người nhà nạn nhân các thủ tục liên quan về hậu sự theo quy định.